rồi rồi bác xem này. Đầu tiên là gì? Nó là tiền đình này. Khi mà bị rối loạn tiền đình ấy là hai cái tiền đình ở hai ống tai nó không thăng bằng, giữ được thăng bằng. Và người ta thì triệu chứng của chị là gì? Triệu chứng của em là em thấy người cứ liêng điêng ấy ạ. Còn cái thời điểm mà nặng nhất ấy, thì là bị chóng mặt và không nằm tại chỗ luôn, đứng và dậy cái thì buồn nôn, không chịu được. Đấy, mà không ăn được gì, chỉ có nhắm mắt, không nằm mà nhắm mắt thôi, không nhìn nó đầu cứ quay quay quay. Okay. Rồi bây giờ mình xem là đầu tiên là gì, mình sẽ gạch. À, 6 vùng phản chiếu hệ bình huyết, huyết áp chị nào cao? Huyết áp bình thường. Bình thường. Thì mình sẽ gạch 6 vùng phản chiếu hệ bình huyết trước. Đây là vùng thứ nhất. Gạch. Rồi, lên xuống khoảng 30 đường. Rồi, tiếp theo. Rồi. Khoảng 30 cái, sau đó sang bên này 30 cái. Những người nào không biết các bước tiếp theo chỉ cần biết gạch 6 vùng này. 6 vùng phản chiếu. Rồi đây là vùng thứ 3 ở hai chân cánh mũi. Đó, hai chân cánh mũi. Mình có thể đảo chiều để bị huyết áp trong bình thường. Vùng thứ 3 này, mỗi bên, mỗi vị trí khoảng 30 cái nếp. Sau đó hai bên đường thoát lệnh. Rồi cũng khoảng 30 cái. Rồi tiếp theo bên này. 30 cái. Rồi tiếp theo vùng này là vùng ụ cằm, 30 cái. Rồi tiếp theo vùng này là vùng quan trọng này. Mình biết rằng tiền đình ở khu này, khu tai thì mình quành như này, vòng quanh ôm sát vào chân tai, riêng cái chân tai này mình làm 60 cái. Riêng đối với người tiền đình ạ, mình quanh này 60 gái nhé, ôm sát chân tay. Những người bị rối loạn tiền đình không biết bấm huyệt, không biết hơi ngày cứu, chỉ cần làm 6 vùng này đã ổn rồi. Đã có những người chỉ cần làm trong một tuần hết, chỉ thỉnh thoảng mới mắc. Nhưng mà những người nào mà đang bị tiền đình như cái cô Cẩm Vân khóa trước ấy, mình biết nhanh cỡ nào trong một vùng này, chỉ cần làm một lần đầu tiên ấy, mà nó đã khác. Riêng cái vùng tay 10 cái anh 6 vùng chiếu. Có làm thêm một số bước nữa mà mình sắp theo dõi tới đây. Nhưng mà ý nói là những người bị tiền đình mà không biết làm bước chỉ cần 6 vùng thì đã ổn. Thế thầy, ví dụ đi tàu xe xe có khi... Dạ đúng rồi, tàu xe thì chỉ cần làm thôi. Đánh 6 vùng, tuy nhiên riêng cái vùng ốc tai này đánh 6 vòng. Đánh nhiều hơn. 60 vòng, đánh nhiều hơn. Đánh vòng quanh tai là 60 vòng. Riêng đại xung quanh tay này, tại vì tóc nó dài thì mình cứ xuôi theo chiều tóc, mình cứ xuôi theo tóc. Xuôi theo chiều tóc. Ngược cái xuôi. Lần nào mình cũng quay vòng tròn. Cứ quay vòng tròn, 60 đường. Quẹt vào viện. Cái lúc mà chị bị rối loạn tiền đình, chị sờ vào xung quanh tay thì có đau? Nó thì ủ tay. Ủ tay. Rồi có người xung quanh tai nó sẽ bị đau, ấn vào nó sẽ đau. Xong rồi, cảnh sáu cũng xong rồi này. Bây giờ mình sẽ dùng cái búa này. Đơn giản thế này thôi. Bây giờ mình đang áp dụng nguyên tắc gì nào? Tại chỗ và lần cận. Gõ này. Cứ mình dùng tay này, để mình dò trước chỗ nào xương thì mình tránh đi. Mình gõ. Gõ xung quanh tai thì những người đang bị cái vùng này này, vùng dưới dái tai và vùng trước tai, người ta sẽ bị đau. Và có người á, có người nó bị sưng lên cả vùng luôn. Đấy chị thấy là hơi bị gì không? Đấy chị nhẹ, còn cái những người đấy nó sưng cả cái vùng này đây. Cứ gõ cái chỗ nào mà gõ đến nó đau ấy thì lại gõ nhiều hơn. Người ác vậy, đã đau rồi chớ lại còn gõ nhiều hơn. Đấy, gõ xung quanh tai, gõ kín. Chỗ nào phát hiện ra điểm đau gõ nhiều hơn. Này đau ạ, à, hơi đau thì gõ nhiều hơn. Đã. Cứ gõ bốn xung quanh, chỗ nào đau gõ nhiều hơn. Dùng đầu cao su ấy. Gõ kín xung quanh này rồi, sau đó mình sẽ gõ sang bên tai bên kia.
Gõ cứ kín vùng này, kín vòng dung ra cái đầu đo thì gõ nhiều hơn, chỗ nào đo thì gõ nhiều hơn. Bên này có thấy chỗ nào đo không? Lên nào? Trên một tí đây, vâng, đây đấy, chỗ nào đo gõ nhiều hơn thì này mình gõ bốn xung quanh một tích này để tìm đó. Đây, gõ xong rồi đấy, gõ xong rồi thì bây giờ này làm gì, có thể người đấy sẽ bị gì, thoái hóa đốt sống cổ hoặc là co cứng cổ vai gáy dẫn đến thiếu máu não nữa, thì cũng phải lăn cổ vai gáy, cũng phải khai thông cổ vai gáy này nữa này. Thì bây giờ mình cần gì, cần cái lăn cổ gai đầu nhỏ này, cần cái bố to này, cần cái lăn cổ sống này tác động ở đây. Còn nếu ai đang đau đầu thì mình có thể cào vào đầu đó, cào đầu bằng cái động tác đấy. Rồi mình sẽ tôi nhanh nào, anh cho giúp cái túi dụng cụ lên để làm. Bây giờ chị ngồi quay ra phía sau. Mình áp dụng cái bài lăn cổ vai gáy như hôm vừa rồi, mình ngay hôm đầu tiên mình học thôi. Lăn hết cổ vai gáy này, tức là gì? Mình vừa tác động tại chỗ này, lân cận này, và lân cận này rộng hơn là cả cái vùng cổ vai gáy. Thế sao, có đau không? Cổ vai gáy cũng cứng này, cứng này, cũng cứng này, bên trái đau hơn này. Thoái hóa rồi. Em có. Bây giờ có thấy nhức gì không? Ấn vào thì dễ chịu. Đấy, lăn cổ vai gáy cũng có vấn đề này, co cứng này. Rồi tiếp theo lăn cả bên này nữa này. Mình làm thực tế sẽ làm lâu hơn chút nữa. Đấy, xong rồi. Đó mình làm tại đây. Mình lặp lại mỗi vùng này 3 lần liên tiếp như vậy. Đó ở bên này, đó ở giữa cột sống này, đấy, sau đây nữa. Đấy, lặp lại 3 lần như vậy, làm thời gian lâu hơn. Sau đó mình sẽ dùng búa mình gõ. Đó mình đảo chiều lấy cái đầu gai này gõ. Đó gõ bên này kìa. Rồi, xong rồi. Lặp lại như vậy 3 lần, sau đó mình sẽ dùng cào. Cào vùng đầu này. Cào vùng đầu. Tức là gì? Mình giải quyết hết gì ạ? Vùng đầu này, vùng xung quanh tai này, vùng cổ gáy này, tại chỗ lân cận đối xứng là tác động hết, đúng là làm cho nó lưu thông hết. Rồi, cao như này khoảng 10 đến 15 vòng. Làm nhẹ nhàng thôi. Thế nào nào? Rất là nhẹ nhàng, không mất sức, không mất lực. Sau đó lại quan trọng là dùng điếu hải cứu. Điếu này nữa. Chiều này chị dùng một quay ngang cái này đây nhé, gạt bàn lên nhé. Các bác xem mình sẽ thổi vào tai, thổi tai đấy, thổi thẳng vào tai luôn. Rồi tiếp theo chị, rồi chị thấy sao, có nóng quá không? Nóng vừa thấy. Đấy, thổi khoảng 5 lần liên tiếp như vậy. Đó, thổi tiếp này. Này và cháu hơn, cháu lên bền chiều cả, nó bật tích. Hơn là nó nóng đến tận sáng luôn đấy. Ai mà chưa được hơn nhâm đốc ấy, cố gắng được hơn một lần. Được người khác hơn cho một lần để cảm nhận xem hơn nhâm đốc của đá thế nào. Tí bây giờ nghỉ giải lao, mọi người tranh thủ. Tí bảo thầy nào nó hơi bốn rồi một lần. Ôi trời. Mày kiếm mày. Đấy, 5 lần như vậy sau đó này. Sau đó mình hơi tại chỗ rồi, bây giờ mình vẫn phải gì ạ? Mình vẫn hơi bốn xung quanh này. Bốn xung quanh, chỗ nào nóng nhất? Chỗ này.
Hơ mình gạt ra chậm chậm chỗ nào nóng nhất, hơ tại chỗ đấy 3 lần liên tiếp. Đấy. Hơ thổi ngay cứu cái tai xong hơ bốn xung quanh này. Bây giờ xong sẽ đổ tai bên kia. Mai khỏi là mai, bây giờ mai Nga tỉnh nào đấy. Đơn giản. Đồng nghiệp cũ đấy, không biết. Đúng hôm nay nhỉ? À, mà không biết mặt đấy chứ. Trước cũng có chi tiết. Chi tiết ở chỗ. À đúng rồi, biết là cộng tác viên bên mình. À dạ, đấy. Chị mới nó giới thiệu với mình à. À dạ. Đấy, sau đó mình già mình hơ cố chung lên tay. Đấy, chỗ chỗ nào nóng nhất đấy. Sẽ hơ tại chỗ nóng nhất 3 lần liên tiếp. Đây. Đây có chỗ nào nóng nhất. Đấy. Nóng. Thế là xong. Rồi thêm đầu ngón này. Các bạn thêm đầu ngón này. Nắm tay vào chị lại. Đấy. Đầu ngón này. Thổi ngày cứu vào đầu ngón. Được. Thổi cả hai tay, tay bên này. Cái thứ này em định không phải là nó biết ăn cam của nó. Cái đó không? Không ạ. Máu bên não. Tức là mình đánh ở đây này, thứ nhất đánh tại chỗ, đánh vào cái thằng tiền đình. Còn mình khai thông cổ vài ngày là đánh vào nguyên nhân của nó. Thứ máu não, huyết áp thấp. Máu cũng lên não được, đánh vào cổ và gáy riêng cái chuyện khai thông là hết rồi. Thì chỉ làm cái này thôi, được hai thứ là gì? Hết cổ và gáy và hết chỗ lại tính. Một công thôi đánh đồng ứng. Một tên chúng ta đích, xong cái gì? Về cái thế nhá. Nếu về hôm mà dạ. Mà em đi học diện chẩn ấy, dạ. Em làm 6 cái ấy thì là em đi từ hôm đấy là thấy nó khỏe hơn. Dạ. Không bị liêng biêng đi, bình thường nó buổi sáng dậy là hay bị liêng biêng. Dạ, bây giờ nhá, về chị không làm một bài bản này, chị cứ lấy cái này. Ngồi đâu cứ lấy cái này gõ, gõ xung quanh này. Như như chị vừa xem trong video đấy. Đấy, chị la anh nhé. Vâng. Đánh 6 vùng đã ổn rồi, bây giờ thêm cái bài gõ đấy. Mà làm được đầy đủ như này nữa thì càng nhanh. Chưa cần bấm này. Chưa cần bấm. Mà bỗng dưng khi nó lại trở lại nâu như cũ. Thôi mình nghỉ giải lao mấy phút nha. Vâng. Rồi chào các bạn nha. Các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.